Đó là mấy anh hết hồn. Đây là lúc anh chủ nẹt vô mở nổ máy bằng cái remote á. Đó, anh chủ thấy không? Coi là đổ cửa cắt kéo luôn, như làm vô rồi đó. Cái này đều bất ngờ rồi. Cái này gọi là huyền thoại luôn rồi. 370Z NIF More mình Thịnh Bam Đúp. Lâu rồi mình mới đi quay xe lại cho các bạn xem nè. Hôm nay tại phố đi bộ thì có mấy con xe với lại một con huyền thoại ở đoạn cuối clip nha. Đây, đây hai xe, ba xe chứ. Đó, đầu tiên là Range Rover nè, như bản này autobiography. Nó còn độ mâm gì á, mâm Mansory hay mâm chính hãng gì đó mà nhìn rất là đẹp. Nhìn ngang rất là đẹp nha. Đấy, con này màu trắng thì nhìn sang rồi. Con này siêu SUV của Range Rover nè. Bản này như là bản đời cũ, bản 2017. Mình đoán là vậy chứ mình cũng không biết chính xác nha, nhưng mà cỡ 2017-2018. Tại cái dáng này thì dáng cũng còn mới lắm đó. Còn 2019 thì cái đèn nhìn vô là biết liền. Ồ, bạn thấy không, bộ mâm cực kỳ đẹp luôn. Đi trên con xe sang mà có bộ mâm này nhìn thiệt chất hẳn ra. Nhiều con Range Rover nó xài mâm này chắc 21-22. Ở đây tiếp theo là con Bọt 911 GT3RS màu lu, tuyệt vời luôn. Lần này là lần đầu tiên mình thấy quay buổi sáng cho các bạn xem nè. Như lần trước thì quay buổi tối, cái màu nó khác lắm, nó lạ. Con này buổi sáng màu khác, buổi tối nó màu khác, nó ngộ rồi đó. À, con này thì mã lực cũng ghê á, để mình nhớ xem nha. Nó là sử dụng động cơ 6 xi lanh đó. Nó con này 520 mã, tăng tốc thì 3.2 giây à, 0 km/h. Con này thì anh Cường từng sử dụng nè đó, nên phê lắm. Con này con này vừa dán nè, chứ không chữ Bọt nè, RS 4.0 nè. Cái bô mình không biết cái hãng gì luôn đó, bằng tiếng Nhật hay tiếng Hàn vậy đó. Đó, con này là 520 mã, tăng tốc 0 tới 100, 3.2 giây, kinh. Anh Cường chơi con này dữ lắm. Còn đây là con Chevrolet Corvette C7 Stingray. Con này vừa dán cái nóc với lại cái capo nè, bạn thấy không? Bảy màu luôn. Đó, này như là dán chứ không phải sơn. Đó, clip carbon ở dưới gắn thêm nè. Tại con này nhìn thì đơn sơ lắm, nên anh chủ này cũng độ lại nhiều món. Anh chủ từng thuộc sở hữu M3 93 phải, con mua trần. Mình nhớ cũng làm vậy, anh có sử dụng con M3 mà giờ bán hay giờ mua con này. Con này thì 460 mã, nó thấp hơn cái con Z06 thì bản cao cấp hơn, nó tới 650 mã rồi. Đó, cánh gió lớn nè. Bữa mình cũng có quay hai con này, như hai anh chủ bạn thân với nhau đi qua bên Salao 2 giờ là phố bộ nhất. Đó, cánh gió to này, carbon nó như bản LB vậy đó. Đó, cánh gió là to lắm. Carbon thôi nha. Đa số là mấy anh hết hồn. Đây là lúc anh chủ nẹt vô mở nổ máy bằng cái remote á, là ở trong quán cà phê nổ máy chứ không phải là leo lên xe nha. Đó, đây hết hồn luôn. Đó, bô Amichit vừa được lên nè. Bô Amichit nha. Đó, anh chỗ thấy không? Coi là độ cửa cắt kéo luôn, như làm vô rồi đó. Cái này đều bất ngờ rồi. Đó, độ cửa cắt kéo như làm vô. Rồi, ok. Đó, anh chỗ vô á, nãy nổ máy thì sao. Đấy, tự nhiên mình đi uống cà phê thì mình ngồi trên quán cà phê Katina. Thì thấy một siêu phẩm, mà con này gọi là huyền thoại luôn rồi. 370Z NIF More. Đó, bản mà thể thao, siêu thể thao, gói độ nâng cấp thêm NIF More. Nó nhiều chi tiết như cái đèn logo phát sáng nè, cái đầu hầm hố hơn nè, rồi bộ mâm 19 inch nè. Đó, nhiều chi tiết lắm. Mời các bạn theo dõi xem này nha. Đi, đó, logo NIF More thấy không? Đó, con mới ra biển luôn. Con này về năm 2015 nhưng mà ít đi lắm, bây giờ tới 2019 luôn, là 4 năm mà vẫn còn mới tinh. Con rất ít đi luôn.
Đó, bộ mâm nè. Đó, nhìn ngầu, cực kỳ ngầu, cái màu trắng kem, chỉ đỏ xung quanh. Đó, bộ mâm nè, rồi cái đèn hậu. Không, nhìn cái đèn hậu đặc trưng của 370Z. Con này mấy anh hay rip nè, nhiều anh độ rip lắm, nhưng mà bản thường thôi. Còn con này bản này ít mo luôn, bô to luôn không, hai bô rồi đèn F1 chính giữa ở 370Z. Phê phê phê. Con này thì đó, bô 29 nè, cái này chắc mới lắp nè. Con này thì nó tầm máy V6 luôn, 350 mã. Ok, chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe Thịnh nha. Ok, cảm ơn nhiều. Nếu bạn xem video thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để xem những video tiếp theo về những xe nha. Quay xe.